Bây giờ anh này sẽ trình diễn cho chúng ta xem cái chức năng plug and pop. Bây giờ các bạn thấy là anh sẽ cắm cái tai nghe vào trong cái máy đang ở trong trạng thái tắt chẳng hạn. Ví dụ anh nhờ anh tắt cái màn hình này dùm. Anh sọt ra. Rồi giờ chúng ta sẽ cắm cái tai nghe vào. Thì khi này máy sẽ được tự động kích hoạt những cái phần mềm được cài sẵn, hoặc chúng ta cũng có thể tùy biến những cái ứng dụng nào mà chúng ta muốn, khi chúng ta cắm vào nó sẽ lên. Rất là hay, đặc biệt là khi chúng ta muốn nghe nhạc hay chúng ta coi video gì đó, tự động cắm vào nó sẽ bật lên. Rồi, cảm ơn các bạn.